thị trường mobile Việt Nam sẽ trở nên sôi động hơn khi có sự góp mặt của những tựa game đầy thú vị sắp ra mắt trong tháng 9 này. Dư Long Thiên Hạ. Dư Long Thiên Hạ là tựa game MMORPG có cốt truyện và đồ họa cực đỉnh, được Soha Game ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 9. Trong game, người chơi sẽ được hóa thân thành một anh hùng dũng mãnh và phi lưu cấp thế giới cùng chú rồng thần thoại của mình. Là một tựa game được kết hợp cả thần thoại Đông Tây nên đồ họa của game được trao chuốt vô cùng tỉ mỉ. Người chơi sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh quan đặc sắc, những sinh vật độc đáo và hàng loạt món đồ thời trang xịn sò dành cho các nhân vật trên nền đồ họa 3D ấn tượng. Tiên Kiếm gặp lại Tiêu Dao. Tiên Kiếm gặp lại Tiêu Dao là tựa game mobile nhập vai tiên hiệp hội tụ tất cả cốt truyện từ 1 đến 6 của loạt Tiên Kiếm, tái hiện những hồi ức kinh điển đồng thời mở rộng trải nghiệm cốt truyện mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Ngoài ra còn có các nhân vật từ các đời trước tập hợp lại trong game này, có thể thực hiện tổ hợp mộng ảo xuyên thời gian. Trong game, người chơi có thể trải nghiệm cảm giác chơi game màn hình dọc, dùng một tay là có thể chơi game bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, tự do khám phá mê cung, tìm trứng bí ẩn, cho phép bạn dễ dàng bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm mới bất kể nơi đâu. Ba Quy Triệu Hoán Sư. Ba Quy Triệu Hoán Sư là tựa game thuộc loại thủ thành kết hợp lối chơi đấu tướng mới lạ, hứa hẹn sẽ mang đến một lối chơi đậm chất phần cách chiến thuật cho các game thủ Việt Nam. Tại đây, người chơi sẽ vừa được trải nghiệm những trận chiến thủ thành đầy kịch tính, vừa được trải qua những màn đấu trí căng thẳng với những người chơi khác, từ đó giành lấy chiến thắng và trở thành cửu ngũ chí tôn thống nhất thế giới Tam Quốc. Tree of Savior Neverland. Tree of Savior Neverland là tựa game MMORPG được đông đảo game thủ quốc tế quan tâm, được nhà phát hành Thiên Thượng Hỏa ra mắt tại Việt Nam. Được biết game thuộc IP Tree of Savior nổi tiếng và được phát triển với sự góp mặt của Kim Haikyuu, cha đẻ của tựa game Ragnarok Online nổi tiếng. Trong game, người chơi có thể lựa chọn các lớp nhân vật cơ bản để chiến đấu như kiếm sĩ, cung thủ, pháp sư, đồng thời còn có thể chọn các nghề cuộc sống như thợ rèn, thợ giả kim, đầu bếp để chế tạo ra những vật phẩm độc đáo, từ đó tạo nên một thế giới fantasy đa dạng và cực kỳ tự do trong game. Phong Thần Lục. Phong Thần Lục, tựa game nhập vai thẻ tướng với đồ họa anime đẹp mắt. Người chơi sẽ vào vai một anh hùng được lựa chọn tham gia vào cuộc chiến chống lại lũ ma quái hắc ám, đồng thời tìm kiếm những vật phẩm thần thoại bị thất lạc để phong ấn lũ ma quái kia vĩnh viễn. Trong game, người chơi sẽ phải chiêu mộ các nhân vật quen thuộc như Triệu Vân, Lý Bạch, Nacha, v.v. để cùng họ chiến đấu và vượt qua các khó khăn thử thách. Game sẽ có hơn 100 nhân vật nổi tiếng đến từ những câu chuyện truyền thuyết và thần thoại để người chơi có thể tự do xây dựng nên nhiều đội hình một cách đa dạng mà không bị gò bó. Vũ trụ anh hùng. Vũ trụ anh hùng là tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai nhàn rỗi kết hợp lối chơi chiến thuật hấp dẫn với chủ đề trong vũ trụ anime. Game sẽ đưa người chơi tới những trận chiến đỉnh cao giữa các anime nổi tiếng, từ đó sáng tạo nên vô số đội hình với các nhân vật khác nhau trong game. Người chơi cần phải xây dựng đội hình với 6 nhân vật khác nhau từ 4 phe phái: hải tặc, sát quỷ, hóa ảnh và tử thần.
Những nhân vật có chung phe phái sẽ nhận được các chỉ số cộng thêm để họ trở nên mạnh mẽ và dễ dàng đánh bại các đối thủ trong những trận chiến sắp tới. Thiên Long Bát Bộ VNG. Được biết đây là phiên bản mới nhất của IP game Thiên Long Bát Bộ tại thị trường Trung Quốc, đảm bảo vừa mang lại cảm giác chơi quen thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ nhờ những tính năng và phần đồ họa vượt trội của mình. Theo đó, trò chơi tự tin tái hiện là một thế giới võ lâm đầy sống động, nơi người chơi có thể đồng hành cùng ba nhân vật huyền thoại Đoàn Dự, Hư Trúc và Kiều Phong trong hành trình truy tìm chân tướng kẻ đang gây nhiễu loạn chốn giang hồ chính phái. Ngoài ra, do được xây dựng trên nền tảng công nghệ Unity 5 BBR tiên tiến nên các cảnh vật và nhân vật trong game đều hiện lên vô cùng sắc nét, từ những chi tiết nhỏ nhất trên trang bị cho tới cảnh quan môi trường xung quanh hay hiệu ứng chiêu thức đầy mê hoặc. Tất cả hứa hẹn sẽ khiến cho người chơi mãi mê đắm chìm không thể rời mắt khi chứng kiến. Một điểm mạnh nữa của tựa game MMORPG 3D chất lượng này là sự đa dạng về môn phái. Hiện tại game cung cấp 8 đại môn phái gồm Võ Đan, Minh Giáo, Tinh Túc, Thiên Sơn, Nga Mi, Cái Bang, Tiêu Dao và Thiếu Lâm. Với mỗi phái đều có phong cách và chiến đấu kỹ năng độc đáo, phù hợp với từng lối chơi khác nhau. Huyễn Tướng Phong Thần. Huyễn Tướng Phong Thần là tựa game đấu tướng chiến thuật với lối chơi gacha thú vị. Game được lấy bối cảnh từ thần thoại châu Á. Tại đây, người chơi sẽ được gặp gỡ các nhân vật quen thuộc trong Tây Du, Phong Thần, Tam Quốc, Diễn Nghĩa, Liêu Trai Chí Dị. Đồng thời cùng họ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm đá ngũ sắc phá trời của nữ oa để bảo vệ Luân Hồi Đạo trước sự tấn công của Độc Linh tộc. Trong game, người chơi có thể xây dựng đội hình gồm các nhân vật khác nhau đến từ lục giới như yêu, ma, quỷ, quái, thần, Phật. Mỗi giới sẽ có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Người chơi cần phải kết hợp một cách hợp lý để phát huy tối đa sức mạnh của các nhân vật trong đội hình.